Mai Đình. Anh Trí, anh Trí ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Nàn nà em trọn đời sang sóng đau thương, buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Anh sẽ về lại quê nhớ mà làm thơ ca tụng trăng vàng. Còn ai thương tổn như em đã thương à? Ôi nhân tình thế thái là đây, giờ bên ta chỉ còn có một Mai Đình, người mà anh đã quên suốt cuộc đời đau khổ. Em mới là người anh mang ơn sâu nghĩa nặng, anh nguyện tôn thờ suốt cuộc đời anh. Anh Trí, hãy gọi anh là Hàng Mạc Tử. Thổi qua điện ca chị đem cô kháng vào lòng xa mà. Làm tiêu tan sập đổ những thành quách quê nghe trầm mặt giữa còn ai nhớ đến tên Hàng Mạc Tử khi anh quay về sống lại quê hương. Gần nửa đời phiêu bạt tha phương, anh đã bỏ quên cái tên mình trong trí nhớ, cái tên mà quê hương không còn. Mai Đình, em đang hờn giận anh có phải không? Phải mà, anh đã tệ bạc với em suốt một đời con gái. Từ Quy Nhơn vào đây em chỉ đem theo một món quà nhỏ nhỏ là và một bài thơ nét chữ đã nhòa, đó là hình ảnh của anh còn để lại
anh Trí. Em đang đứng cạnh anh đây 7-8 năm rồi, chứ đến ngày hôm nay em mới tìm thấy được niềm vui nhỏ nhỏ. Rồi ý nghĩa cuộc tương ngộ đau thương. Hàng Mạc Tử chỉ là một hư danh, người đời phải quên đi khi nguồn thơ đã cạn. Khi anh không còn ca tụng những dần trăng sáng, khi anh đã là phế nhân với kiếp sống tật nguyền. Bất Diệt là cái tên nguyện trọng trí của anh, cái tên anh đã bỏ quên, em đem vào hồn trinh cất giữ. Ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ anh